Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 17 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục ở thượng và trung lưu sông Hoài dẫn đến bị ngập lụt. Đến 8 giờ ngày 17 tháng 9, mực nước hồ Hồng Jê là 12,8m, đã vượt mực nước giới hạn lũ 0,3m. Để hạ mực nước hồ Hồng Jê từ trước và đảm bảo an toàn phòng chống lũ, ba cửa sông của hồ Hồng Jê đã mở vào sáng ngày 17 tháng 9 để xả lũ. Sở Tài nguyên nước tỉnh Giang Tô cho biết rằng vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 9, lưu lượng của cửa Bạng Phụ là 2.960 m3 mỗi giây và mực nước của hồ Hồng Trạch tăng 0,24m so với ngày 16 tháng 9. Ước tính có khoảng 4 tỷ mét khối nước sẽ sớm đổ vào hồ Hồng Dê sau khi cửa San Hê được mở. Lưu lượng xả lũ sẽ được điều chỉnh thêm theo diễn biến tình hình của mực nước và mưa. Bộ khí tượng dự báo rằng Zheng Hui và Hoàng Hui đang trải qua quá trình mưa mạnh và sẽ có mưa bão liên tục ở lưu vực sông Hoài Hà. Vào ngày 17 tháng 9, lượng mưa lớn xảy ra ở Zheng Hui, Hubei và xung quanh hồ Hồng Dê. Văn phòng Bộ Quốc phòng tỉnh Giang Tô yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình của mưa và mực nước, làm tốt công tác kiểm soát lũ an toàn trên các sông và hồ chứa lớn, tăng cường công tác phòng thủ trước lốc xoáy, lở đất và sạt lở núi có thể do mưa lớn gây ra, kịp thời điều chuyển người ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Thưa quý vị, mực nước của Quang Gia Bá, dòng chính của sông Hoài tiếp tục dâng cao, và lực lượng phòng vệ quốc gia khẩn trương triển khai nhiều công việc quốc phòng. Trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt quốc gia vào ngày 17 tháng 9 cho rằng do lượng mưa gần đây, thượng lưu và hạ lưu của dòng chính sông Hoài bị ngập ở lưu vực sông Lycia. Theo dõi lũ lụt cho thấy, vào lúc 15 giờ ngày 17 tháng 9, mực nước của Quang Gia Bá, dòng chính của sông Hoài đã lên 28,3m, cao hơn mực nước cảnh báo 0,8m và mực nước vẫn đang tiếp tục tăng. Theo dự báo thời tiết, trong những ngày tới, lưu vực sông Hoài Hà sẽ tiếp tục có mưa lớn. Dự kiến mực nước Quang Gia Bá sẽ vượt 28,5m, tiến gần đến mực nước đảm bảo là 29,3m. Để đối phó với tình hình kiểm soát lũ lụt nghiêm trọng hiện nay trên lưu vực sông Hoài Hà, Tổng cục Quốc phòng đang theo dõi chặt chẽ tình hình mưa và đưa ra dự báo lũ kịp thời sông Hoài. Để hướng dẫn công tác kiểm soát lũ lụt, Cục Tác chiến và lực lượng cảnh sát vũ trang đã thảo luận về tình hình lũ lụt ở lưu vực sông Hoài Hà, đồng thời nghiên cứu thêm và triển khai công việc quốc phòng khác để ứng phó với tình hình kiểm soát lũ ngày càng nghiêm trọng ở sông Hoài Hà. Đồng thời, Tổng cục Quốc phòng yêu cầu Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt Hoài Hà và các tỉnh dọc sông Hoài Hà triển khai hơn nữa hệ thống trách nhiệm kiểm soát lũ lụt, chuẩn bị nhân lực và vật liệu kiểm soát lũ lụt, tăng cường kiểm tra đê điều và các nỗ lực cứu hộ khẩn cấp và tăng cường điều động khoa học các hồ. Bộ phận tích trữ lũ Hào Sinh chuẩn bị sẵn sàng cho việc sử dụng lũ, phòng chống lũ một cách khoa học, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Hiện tại, không có nguy hiểm lớn nào xảy ra tại dự án dọc sông Hoài Hà. Tổng cục Quản lý Khẩn cấp Quốc phòng Hoài Hà đã kích hoạt ứng phó cấp độ 4 của kế hoạch khẩn cấp kiểm soát lũ lụt. Các phóng viên được biết từ Ủy ban Kiểm soát nước Hoài Hà của Bộ Tài nguyên nước rằng, trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng hiện nay, vào sáng ngày 17 tháng 9, Sở Chỉ huy Phòng chống lũ bão Hoài Hà đã tổ chức hội ý khẩn cấp và khẩn trương triển khai khẩn cấp phòng chống lũ lụt. Phương án ứng phó 4 cấp độ yêu cầu các bộ phận lưu vực tăng cường ứng trực khẩn cấp, chú ý theo dõi diễn biến thời tiết, tăng cường công tác dự báo, tất cả gia quân làm tốt công tác phòng chống lũ lụt hiện tại để đảm bảo an toàn sản xuất và đời sống cho người dân ven sông Hoài. Tính đến 8 giờ ngày 17 tháng 9, mực nước của dòng chính sông Hoài Hà đã dâng lên trên diện rộng và mực nước của ba hồ lớn trong lưu vực sông Hoài Hà, hồ Hồng Jê của trạm Giang Ba, hồ Liêu Ma của trạm Giang Hê Tan và hồ Na Si của trạm Quê San đều vượt quá giới hạn lũ. 8 hồ chứa lớn đã vượt mực nước giới hạn lũ trên lưu vực. Theo kết quả phân tích dữ liệu khí tượng mới nhất, trong 3 ngày tới, lưu vực sông Hoài Hà tiếp tục có mưa lớn, sẽ có mưa vừa đến mưa to dọc phía bắc sông Hoài từ chiều ngày 17 tháng 9 đến chiều tối ngày 18 tháng 9. Có mưa to đến rất to ở phía nam sông Hoài, dự kiến mực nước đỉnh cao khoảng 28,3m sẽ xuất hiện tại ga Quang Gia Bá vào tối ngày 18 tháng 9 với lưu lượng tương ứng khoảng 4.000 m3 mỗi giây.
Được biết, gần đây, Ủy ban Kiểm soát nước Hoài Hà của Bộ Thủy lợi sẽ cử hai nhóm công tác đến tuyến đầu kiểm soát lũ lụt sông Hoài Hà để phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác kiểm soát lũ lụt và ứng cứu khẩn cấp. Vào ngày 17 tháng 9, Cục Quản lý Quốc phòng sông Hoài Hà cũng đã yêu cầu Giám đốc Quốc phòng tỉnh Giang Tô ở Hạ Lưu tăng lưu lượng xả của Hồ Hồng Dê và giảm trước mực nước của Hồ Hồng Dê để đạt đỉnh lũ của dòng chính sông Hoài. Cơ quan Quản lý Bảo tồn nước Yi Yu Sui tăng cường lập lịch trình các cống và cửa để giảm mực nước Hồ Na Si, Hồ Lua Ma để đối phó với lượng mưa lớn có thể xảy ra trong vài ngày tới. Hiện tại, một số lượng lớn các dự án kiểm soát Hoài Hà đang được xây dựng để đảm bảo an toàn cho các dự án đang xây dựng. Ủy ban Hoài Hoài đã yêu cầu các đơn vị thi công liên quan thực hiện nhiều công tác chuẩn bị cho sự an toàn của dự án và sẽ tổ chức liên quan điều động các chuyên gia sẽ gấp rút đến công trường trong thời gian tới để tăng cường giám sát. Cho đến nay, chưa có nguy hiểm nào xảy ra tại các công trình xây dựng trên sông Hoài Hà. Từ gần 10 ngày nay, trên lưu vực sông Hoài Hà lại tiếp tục xảy ra mưa lớn. Lượng mưa trung bình trên bề mặt lưu vực là 131mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, mực nước của dòng chính sông Hoài Hà tiếp tục dâng cao. Mực nước của trạm Quang Gia Bá là 28,1m vào lúc 15 giờ ngày 17 tháng 9, vượt mực nước cảnh báo 0,6m và lưu lượng tương ứng là 3.490m³ mỗi giây. Thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây bắt đầu hứng chịu thời tiết mưa vào 4 ngày nay. Vào ngày 17 tháng 9, mực nước của 82 nhánh sông Hàn ở An Khang đã dâng lên một cách nhanh chóng và tình hình kiểm soát lũ lụt ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cục Phòng chống lũ lụt đã triển khai hệ thống báo cáo, thực hiện giám sát chặt chẽ 24/24 giờ và cử các nhóm công tác đến các quận, huyện trong điểm để hướng dẫn công tác phòng chống lũ lụt. Chen Xiaohu, Giám đốc Văn phòng Kiểm soát lũ lụt và Trụ sở Cứu trợ hạn hán ở An Khang, kiêm Phó Giám đốc Cục Quản lý Nguồn nước thành phố, cho biết sông Hàn dài 340 km trên lưu vực sông An Khang, chảy qua 5 quận bao gồm Zhejiang và Harbin, và hơn 50 thị trấn là khu vực có giá trị cao và tần suất mưa lớn. Ngày 16 tháng 9, mực nước các nhánh sông Hàn bắt đầu lên. Theo các nhân viên của Trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán, trong tình trạng hiện nay, thiên tai như lở đất và lở núi rất dễ xảy ra. Nhiều người dân ở An Khang sống ven sông và khu vực núi. Ở các vùng nông thôn, việc ngăn chặn lở đất và lở núi thậm chí còn quan trọng hơn việc kiểm soát lũ lụt. Hiện tại, Cục Phòng chống lũ lụt địa phương đã chuyển sang trạng thái bán quân sự hóa, đồng thời hệ thống báo cáo của các địa điểm kiểm soát lũ lụt đã được kích hoạt, báo cáo các thông tin thời tiết quan trọng mỗi giờ một lần. Sau khi bước vào mùa lũ, hệ thống báo động kiểm soát lũ lụt ở thành phố An Khang đã được thử nghiệm và 31 điểm báo động không dây đã được xây dựng trong khu đô thị. Để đối phó với trận lũ lụt bất ngờ và nghiêm trọng vào mùa thu trên sông Hàn, Tổng cục Phòng vệ sông Dương Tử đã đưa ra nhiều phương án khẩn cấp khác nhau, đồng thời yêu cầu tỉnh Hồ Bắc làm tốt công tác kiểm soát lũ lụt ở trung và hạ lưu sông Hàn để đảm bảo sự an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân hai bên eo biển. Vào ngày 16 tháng 9, Kai Ki-hua, Phó Chỉ huy điều hành của lực lượng bảo vệ sông Dương Tử, kiêm Giám đốc Ủy ban Kiểm soát nguồn nước sông Dương Tử đã chủ trì một phòng thương mại kiểm soát lũ khẩn cấp để nghiên cứu cách đối phó với lũ lụt bất ngờ ở thượng nguồn sông Hàn. Bà cho rằng sông Hàn thời gian gần đây tiếp tục có mưa lớn khiến mực nước dâng cao, cần làm tốt công tác cứu hộ, duy tu kè sông Hàn, đảm bảo an toàn công trình, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân vùng lòng hồ và hạ du, đồng thời chuẩn bị phòng chống lũ lụt lớn trên sông Hàn. Hiện nay, cần làm tốt công tác dự báo mực nước sông. Kai Ki-hua cho biết tình hình kiểm soát lũ lụt ở sông Hàn rất nghiêm trọng trong phạm vi có thể kiểm soát. Vào lúc 0 giờ ngày 16 tháng 9, Văn phòng Tổng cục Phòng thủ sông Dương Tử đã thông báo khẩn cấp tới Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hồ Bắc về các vấn đề liên quan đến việc kiểm soát lũ lụt sông Hàn. Yêu cầu tỉnh Hồ Bắc làm tốt công tác phòng chống lũ lụt ở trung và lưu sông Hàn, tăng cường kiểm tra đê điều và đảm bảo an toàn đê điều, kiểm soát lũ lụt, mở rộng khả năng xả lũ của sông Đông Kinh để đáp ứng các yêu cầu phân dòng, chuẩn bị các công tác khác cho việc sử dụng cho vùng phân lũ. Hiện tại, các đơn vị thành viên của Văn phòng Tổng cục Phòng thủ sông Dương Tử bao gồm Cục Thủy văn thuộc Ủy ban Kiểm soát nước sông Dương Tử, Đội khẩn cấp kiểm soát lũ lụt, Kho tư liệu kiểm soát lũ lụt và Trung tâm tuyên truyền và xuất bản đã triển khai các kế hoạch khẩn cấp phù hợp với trách nhiệm tương ứng của họ. Wang Wei, người đứng đầu Văn phòng Tổng cục Phòng thủ sông Dương Tử cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến tiếp theo của mực nước và lượng mưa và sắp xếp khoa học để đảm bảo rằng công tác kiểm soát lũ lụt được thực hiện một cách hiệu quả.
Phóng viên được biết từ Cục Thủy văn sông Dương Tử, đơn vị đảm nhận nhiệm vụ dự báo thủy văn và đưa tin về trận lũ lụt thảm khốc sông Hàn. Phòng dự báo khí tượng thủy văn của Cục cùng các ban ngành liên quan và các trạm thủy văn trực thuộc dọc sông Hàn đã và đang nỗ lực hết sức để thực hiện công tác dự báo phòng chống lũ lụt. Hiện tại, điểm đo của máy ghi mực nước của trạm thủy văn Bai He đã bị cuốn trôi, tòa nhà trạm bị ngập, giao thông bên ngoài của Siang Yaping và các trạm thủy văn khác bị gián đoạn, nhưng công tác dự báo kiểm soát lũ vẫn đang được tiến hành. Vào tối ngày 16 tháng 9, do lượng mưa lớn liên tục trút xuống, một trận lở đất đã xảy ra một lần nữa ở đoạn sông Bang Guxiang tại K4014 của quốc lộ 318, Tứ Xuyên, Tây Tạng khiến giao thông bị gián đoạn. Theo giới thiệu của các bộ phận liên quan của Sở Giao thông Tây Tạng, do mùa mưa ở Tây Tạng, đặc biệt là mưa liên tục ở miền đông Tây Tạng và cấu tạo địa chất phức tạp của khu vực này nên hàng năm sẽ xảy ra các thảm họa như lở bùn là một thảm họa lở đất lớn ở đây vừa qua. Hiện bộ phận bảo trì đường cao tốc đang tích cực tổ chức nhân lực, máy móc để tiến hành cứu hộ, đảm bảo an toàn, hiện vẫn chưa xác định được thời gian thông xe. Sau gần 10 giờ làm việc cật lực của các cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát giao thông vũ trang 4, đoạn Guxiang của đường cao tốc Tứ Xuyên Tây Tạng, nơi xảy ra dòng mảnh vỡ nguy hiểm, về cơ bản đã được khôi phục. Các phương tiện bị mắc kẹt và người dân đã đi qua an toàn. Để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của quần chúng nhân dân và khôi phục sự thông suốt của huyết mạch Tứ Xuyên Tây Tạng, trong thời gian sớm nhất, các cán bộ chiến sĩ được chia làm hai nhóm. Một nhóm làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, chuyển giao những người bị mắc kẹt vào phương tiện. Nhóm còn lại có nhiệm vụ phát quang sạt lở, gia cố nền đường, xây tường chắn, sửa chữa đường giao thông. Đến 16 giờ ngày hôm đó, sau gần 10 giờ nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ cảnh sát vũ trang và cán bộ địa phương đoạn Guxiang của đường cao tốc Tứ Xuyên Tây Tạng đã cơ bản được khôi phục, các phương tiện bị mắc kẹt và người dân qua lại an toàn. Các bộ phận liên quan nhắc nhở rằng mưa liên tục ở khu vực Ninh Chi Tây Tạng đã gây ra lở đất và lở đất thường xuyên ở khu vực Ninh Chi trên đường cao tốc Tứ Xuyên Tây Tạng. Mọi người cần lưu ý. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.